Xin kính chào bà con, rất vui được gặp lại bà con trong chương trình Nhà nông làm giàu được phát sóng trên kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC16. Thưa bà con, xã Tân Minh, Thường Tín, Hà Nội vốn là xã thuần nông. Người dân nơi đây thì trước kia chủ yếu là trồng cây lúa nước. Tuy nhiên do năng suất và thu nhập không cao nên hơn chục năm trở lại đây thì người nông dân đã chuyển sang trồng rau. Mô hình chuyển đổi này đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân Tân Minh như thế nào? Mời bà con hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Không dùng bẫy bả chua ngọt hay bẫy protein như nhiều nhà vườn khác, ông Giang tận dụng các ống nhựa và băng phiến hay còn gọi là long não vào bên trong để thu hút ruồi vàng đến. Ông Giang cho biết, với mướp, ruồi vàng trích quả là đối tượng rất nguy hiểm. Nếu không phòng trị tốt, có thể hơn 80% số quả sẽ bị hỏng. Cái bẫy bả này thì người ta đáng nhẽ người ta dùng thuốc sâu, người ta dùng cái loại thuốc nọ thuốc kia để diệt ruồi vàng. Như nhà tôi người ta mách là bây giờ chỉ dùng băng phiến. Vì cái băng phiến, mùi băng phiến nó tỏa ra thì sâu bọ nó không dám vào, nó không đốt. Mà người ta ăn quả mướp nó không có bị ảnh hưởng. Loại bẫy ruồi vàng tự chế này đã được ông Giang áp dụng trong suốt 2 năm nay. Theo ông, phương pháp này không mất nhiều công sức, ít tốn chi phí hơn so với dùng các phương pháp hóa học mà hiệu quả mang lại cao. Ngoài ra, để phòng trừ các loại sâu hại rau, ông Giang còn dùng đến thuốc thảo dược. Tôi thì thực tế là không sử dụng thuốc hóa học, mà đây chỉ gọi là mua ớt, mua tỏi, đấy, cho vào giã vào hai cây đó, xong bắt đầu mới lại là bơm vào thuốc. Đấy. Mấy thứ hai là nếu như gì thì là rượu, ba loại đó là bơm. Chi phí sử dụng mỗi một bình thuốc là nếu mà ngâm tỏi, ngâm ớt, ngâm rượu là phải tới 15-20 nghìn. Nếu dùng thuốc hóa học lên tới thì phải có 30 nghìn, 25 nghìn một bình. Nhưng chúng tôi không dùng, dùng cái đó độc hại lắm. Còn với chị Hằng, ruộng rau gia vị này chủ yếu bán cho người tiêu dùng để ăn sống. Do đó, thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc hóa học lại càng cấm kỵ. Nếu mà độ sâu nhiều, cũng như ông Giang, chị sẽ dùng thuốc trừ sâu sinh học. Tuy vậy, thời gian cách ly vẫn luôn được tuân thủ tuyệt đối. Cỏ nhiều đấy, như các luống ở kia đấy, cỏ rất là nhiều. Thì chúng tôi tự nhổ bằng thủ công bằng tay thôi. Và nếu mà có sâu hại, sâu bệnh ấy, thì là tôi cũng trực tiếp là buổi sáng sớm sâu nó lên nhiều trên các cái ngọn cây đấy là tôi đi bắt thủ công bằng tay. Thế đấy, thế nếu mà sâu hại mà nhiều quá thì mà mình bắt không kịp ấy, sâu non nhiều ấy, thì tôi lại sử dụng cái một ít thuốc trừ sâu sinh học. Hại xong rồi là nếu mà có sâu là chúng tôi phun luôn. Thời gian cách ly ghi trên cái nhãn bao bì thuốc ấy, cộng với cả cái rau mà mình được thu hoạch là vào khoảng nửa tháng. Cây rau có nhu cầu nước cao, để rau nhận được lượng nước vừa đủ lại tiết kiệm công tưới, chị Hằng dùng hệ thống tưới phun mưa như thế này. Theo chị, đầu tư cho hệ thống này chỉ mất khoảng 2 đến 3 triệu một sào. Tuy nhiên bù lại, chị có thể dùng được trong gần 20 năm. Đặc biệt, từ khi tưới rau theo phương pháp này, chất lượng rau thu hái tăng đáng kể, rau không bị dập nát, thối hỏng. Đào một cái hố rất là to và xây bến, xây bực, xây bể để chúng ta chứa nước. Chúng ta bơm từ giếng khoan ạ. Chúng ta đào giếng khoan và sau đó là bơm từ giếng khoan vào cái hố đó, cái bể đó để chúng ta chờ nó lắng xuống và nước thật là trong, đảm bảo vệ sinh. Sau đó là chúng tôi hút lên bằng máy và vào các cái hệ thống tưới phun mưa như này ạ. Đấy, thì nhất là vừa tiết kiệm được thời gian công sức và cái đảm bảo được cái nước vệ sinh. Chị phải bỏ ra từ 2 đến 5 triệu đồng chi phí ban đầu. Sau vài năm trồng rau, thu nhập của gia đình ông Giang, chị Hằng đã ổn định, khác hẳn so với trồng lúa trước đây. Và trồng rau cũng là thu nhập chính của hơn 2.000 hộ dân tại Tân Minh. Trồng lúa ngày xưa là thu hoạch như thế là một sào chỉ được tạ sóc không ăn thua. Nhưng bây giờ chúng tôi, gia đình chúng tôi mà 3 sào rau này thì thu hoạch mỗi ngày là phải có từ 600-700 trở lên. Đấy là cái gọi là người bán không quán xuyến mà không nhặt nhạnh mà không thu vén thì được có 600-700. Nếu những người bán chặt ràng thì là phải hàng triệu một ngày. Tôi nói như con nhà tôi là thứ bảy 1 triệu, chủ nhật 1 triệu. Có những ngày bình thường là 500-600. Đối với cây lúa ấy, thì năng suất nó rất là thấp, cái thực phẩm sản phẩm đầu ra của nó rất là thấp. Thế do vậy mà nó chỉ đạt độ 2-3 triệu một sào trong một năm.
Nếu như chuyển sang trồng rau thì nếu như tới bình quân thì đối với cây rau gia vị của chúng tôi thì là mức thu nhập bình quân là phải đạt là tầm cỡ 20 triệu một sào một năm. Đấy, thì còn đâu nếu như cái thời điểm mà nó đắt thì nó có thể lên đến 40-50 triệu. Hiện toàn xã Tân Minh có gần 150 hecta trồng rau với khoảng 80% người nông dân tham gia canh tác. Trong số đó có đến 90% diện tích trồng rau gia vị. Từ năm 2012, Chi cục Bảo vệ Thực vật Hà Nội đã công nhận địa phương này đủ điều kiện để trồng rau an toàn. Kể từ đó, hầu hết người dân đã có ý thức áp dụng các biện pháp an toàn, hạn chế hóa chất trong quá trình canh tác. Trong thời gian tới, Hợp tác xã Tân Minh sẽ xây dựng vùng rau sạch, an toàn, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động liên kết tiêu thụ, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm rau của bà con.